Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bảo Ren. Ngày hôm nay thì nếu mà các bạn đang thắc mắc một chuyện, đó chính là một người bạn mới của mình ở đây. Thì mình đã có quay với các bạn này ở mấy video lần trước rồi. Nếu mà các bạn fan của mình mà có không nhớ bạn này thì mình xin giới thiệu lại luôn. Thì bạn này là Quý Bửu. Quý Bửu. Đó, chắc nào gì quý 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 gì đó, bở bửu. Và thật ra thì lý do tại sao mà ngày hôm nay Trung nhỏ không có quay cùng với tụi mình thì mình nói với các bạn biết nha. Đó chính là cái hôm qua khi mà anh em của tụi mình quay xong cái màn triệu hồi á, là đêm đó tối về là Trung nhỏ tự nhiên người bị nóng rực hết luôn các bạn. Mình không hiểu tại sao luôn, nhưng mà Trung nhỏ có phân tích với mình là họ tự nhiên đêm hôm á, là họ Trung nhỏ cảm giác như cái người của mình bị bốc cháy. Xong rồi là đêm cái lúc đó nhớ ông nhớ hôm qua là rơi vào tầm 2 giờ rưỡi đúng không? Ừ, tầm Hai 2 mấy 2 2 giờ giờ rưỡi sáng, gần 3 giờ sáng các bạn. Đấy. Thì tự nhiên Trung nhỏ ban đầu là mình ngủ trong phòng của mình thôi, thì lúc đó là gọi là phòng mình thì kế bên Quý Bửu các bạn. Đó, phòng hai anh em mình đối diện nhau. Và Quý Bửu tự nhiên Quý Bửu lúc đó Quý Bửu vừa chạy ra luôn, với lại mình nghe tiếng của Trung luôn. Tự nhiên Trung ở đó la làng lên các bạn, la làng lên mình không hiểu tại sao. Thì mình lên thì mình mới thấy là Trung nhỏ kiểu như người chảy hết mồ hôi ra luôn các bạn ơi. Và mình nói thiệt với các bạn luôn là Trung nhỏ đang bị bệnh rất là nặng. Đâm ra là mình không có cho Trung nhỏ quay trong cái đoạn video này. Đó, hiện tại bây giờ Trung nhỏ đang nghỉ ngơi các bạn ơi. Đang ở phòng Trung nhỏ. Và rồi đây, thì lý do tại sao mà ngày hôm nay anh em của tụi mình cầm cái tấm hình của con Silent Hit này, thì mình nói với các bạn luôn, bây giờ mình mới sực nhớ ra một điều. Thật ra cái trò triệu hồi này á là mình biết sau đó thôi. Nhưng mà cái hôm đó mình làm á, đây, các bạn nhớ cái hôm nào không? Mình sẽ cho lại các bạn xem cái đoạn mà khi mà anh em của tụi mình chụp hình với Silent Hit. Đó, Silent Hit. Mình đặc biệt cái con Silent Hit này nó khác với những con khác ở một chỗ, đó chính là các bạn phải có một cái vị trí đủ lớn để cho nó xuất hiện. Còn thường thường mà ví dụ như trong 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 ảnh á, liên quan đến trong ảnh á, là cái con Silent Hit chỉ có những con nào mà nó dạng như là nó là dạng như là cái kích thước của con người của mình thôi thì nó mới xuất hiện. Còn riêng cái con Silent Hit này là cái hôm đó là anh em của tụi mình chụp ở ngoài cửa đây, là các bạn nhớ không? Nè, chụp ngoài cửa đây các bạn nhớ không? Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn quay lại coi lại một cái đoạn đó nha. Thì mình xuống lại rồi các bạn ơi. Bây giờ phải ra. Ra 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 ấy luôn nha. Ra ấy luôn nha. Rồi. Mẹ tiếng nó ghê vãi đái luôn các bạn. Cái tiếng nó ghê vãi vãi luôn á, nhưng mà ở mình cảm giác như là khi mình nghe cái tiếng này tự nhiên á, ở giữa hai cái dòng con mắt của mình này nó bị chớp chớp xanh xanh lên. Mình sẽ chụp một tấm của Trung trước nha. Chú em sợ không đỡ. Má, đúng ghê luôn các bạn. Từ từ nè. Từ từ nè. Ok, mình sẽ chụp một tấm của Trung trước nè. Rồi. Từ từ, hai hai tấm này, hai tấm này, hai tấm này. Hai tấm đi Trung. Một, hai. Má, nổi hết da gà luôn. Mình cùng với Trung nhỏ là bắt buộc á, là phải chụp. Là bắt buộc phải chụp ba tấm mà. Ok chưa? Đâu? Má. Rồi. Rất là mờ nè, như thế đúng rồi, cái thằng ui ông bời ơi nè các bạn, nè 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 nè, mình để mình zoom kỹ cho các bạn nè, như nào mày, nó đứng sau phía cái nhà đó các bạn nè, đây nè, anh em của tụi mình đứng chỗ này nè, anh em của tụi mình đứng chỗ này nè, mà cái nhậu này, cái nhà đây đây đây, cái nhà đây là cái nhà nào các bạn, mẹ ơi, cái nhà này, cái nhà ba tầng, ừ, cái nhà này nhà hai tầng đó anh em, cái nhà hai tầng nha, nè nó này các bạn, nó nè, hôi các bạn thấy không, là cái hôm đó là mình cực 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 kỳ, nói chung là họ mình hơi bị hoảng sợ luôn á. Mình nghĩ là họ rất là nhiều bạn là đã coi cái đoạn video đó rồi, nhưng các bạn nhớ cái đoạn video mà mình úp sau đoạn video đó đúng một hôm sau, các bạn để ý đi đó, cái đó là không phải là vô tình mà mình quay được Silent Hit luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đoạn video nào không? Ok, mình sẽ mở lại cho các bạn xem luôn. Và mình nói với các bạn là các bạn phải thật sự bình tĩnh. Tại vì cái đoạn video sắp đến là một cái đoạn video mà mình nghĩ là các bạn sẽ hở kinh khủng luôn đó. Bản thân mình giờ mà mình kể lại mình vẫn còn hở nổi hết da gà rồi các bạn. Ok, mình sẽ cho các bạn coi lại cái đoạn video đó. Ui, nó rất là bự luôn nha anh em ơi. Ok, mình thử coi thử cái hút này coi. Ok quá. Má, mình không ngờ mình quay được luôn các bạn ơi. Má, ghê quá bạn. Ủa đâu mất rồi? Ủa đâu mất rồi các bạn? Ủa? Ui! Ui! Holy fuck! Ui! Từ 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 nó đây nè các bạn, nó đây nè các bạn, thấy không? Các bạn thấy không? Nè!
Holy fuck, trời mới nó đứng ngay trên sân thượng bên luôn nè, nè cái đầu của nó đây, các bạn thấy không? Nè, từ để mình xem nó đi đâu nhé các bạn. Ủa nó bị mất rồi anh em ơi. Ui, các bạn thấy gì chưa? Quý Bửu là đợt cái đợt vừa rồi mà kiểu như là trước khi mà chơi Silent Hit này nè, Quý Bửu mình nói các bạn nha, Quý Bửu là một người hở rất là tò mò luôn, kiểu như mình kể cái hồi khoái cái lên đây chơi với mình mà hở chưa biết hậu quả là sao hết. Ý hay rồi. Đâu Quý Bửu kiểu như là sao tò mò dữ vậy? Thì thấy mấy cái này nó lạ, kiểu như là tôi trước giờ cũng nghĩ là mấy cái hiện tượng siêu nhiên đồ ma quái rồi mình nghĩ chắc không gặp được đâu. Xong rồi mình chơi thử xong mình thấy nó cũng đi cầu thang rồi, hay là đi mấy đường quanh đây nè, sợ lắm men. Ủa chưa? Thấy cái gì đó lập thò. À chứ bữa tự nhiên ông đang đi cầu thang ấy mà có ai nắm trên ông cái ông té cái ông tôm tin luôn hả? Nè, thì lúc cũng sợ. Nè các bạn đây mình cho các bạn xem. Lúc đó nè. Luôn nè. Đó. Nè, đó. Nè. Bánh đó. Luôn. Quý Bửu á có nghĩa đâu? Trước giờ kiểu đi cầu thang đâu có nhắm mắt đi cũng được nữa, mà đợt đó là làm một phát một không cầm gì hết mà người nhẹ te luôn, mà là nó giật các là sắp mặt luôn. Mình kể các bạn nghe là Quý Bửu đợt đó nào té mém nó gãy chân luôn các bạn. Đó đang đi xong rồi tự nhiên bị cái gì đó giật một cái, mình cái lúc đó mình có đoạn camera đó, nhưng mà nếu mà mình có thể lấy mình cho các bạn xem. Tự nhiên cái lúc đó tự nhiên Quý Bửu đang đi trên cầu thang xuống, cái tự nhiên bụp chồm xuống luôn. Nó kiểu như là không phải như mình dấp té đâu à. Mà giống như người mình nó giống như bị nhấc hẳn lên luôn, xong nó mới đập xuống vậy. Ui da ghê vậy hả? Kiểu như là nó là bị giật men, nó kiểu như phi lên luôn chứ không phải là té sắp xuống ấy đâu, không phải là tôi đi dấp đâu à. Nó là hỏng cái người lên luôn. Đó ok. Và đó là những cái mà vừa rồi anh em của tụi mình cho kiểu như là Quý Bửu ngày hôm nay là có mặt ở đây, là mình cũng muốn cho Quý Bửu xem cái cảm giác. Nhưng mà tôi nói trước với ông nhau ha, chút nữa hồi nếu mà giả sử như gặp chuyện gì ông đừng có hết hồn nha, đừng có xỉu nha ông nội, chơi này đừng có xỉu nha. Hết thở men, nhưng mà ráng chắc không đi cầu thang nữa đâu. Rồi ok. Thì ở đây mình vẫn để cái chén máu ở đây, và mình nói các bạn biết nè, cái hôm mà anh em của tụi mình mà vô tình quay được Siren Hit ở trên sân thượng của mình, là đó là cái lý do là hả, anh em của tụi mình họ vẫn lấy những cái tấm hình của anh em của tụi mình chụp với Siren Hit, và anh em của tụi mình bỏ vô trên máu này. Thì đó, cái lúc đó là mình không nghĩ là đó là cái cách mà có thể triệu hồi được nó, cho nên là ngày hôm nay khi mà tìm được cái cách này rồi thì mình đúng thiệt luôn là cái trường hợp đó nó trùng hợp. Cho nên là hả, ngày hôm nay mình sẽ một lần nữa, mình sẽ đợt này là triệu hồi và mình sẽ gặp trực tiếp Siren Hit luôn cho các bạn xem, và mình mong là họ sẽ thành công các bạn. Thì chút nữa coi như là chút nữa anh em của tụi mình đó là sẽ lên trên sân thượng, xong rồi lúc đó anh em của tụi mình mới đốt nha, chứ không có đốt ở đây. Rồi bây giờ ông biết làm sao không? Giờ phải sao vậy? Giờ đi chụp hình. Thấy khùng ông, 3 giờ sáng tự nhiên hai thằng đi chụp hình trước gương luôn á. Thấy chụp trước gương gì ông nội kìa. Mình sợ Quý Bửu quỷ rồi. À, bữa giờ chơi nhiều rồi. Ok, giờ tối ông đi chụp hình đi ba. Rồi mình cho các bạn biết luôn là đây là 3:10 ha, 3:10, và mình cùng với Quý Bửu là hai người đang đứng trong phòng vệ sinh. Và nếu mà các bạn nào mà phát hiện ra từ ngay từ ban đầu thì cái bộ đồ của cái áo khoác của Quý Bửu đó chính là của Trung nhỏ. Đó. Và khi mà anh em của tụi mình quay chiều hồi là anh em của mình là có cái bộ đồ này. Ok, nếu mà bạn fan nào mà vô tình mà có thấy ai mặc cái bộ đồ này đi ra ngoài đường thì chắc chắn là mình rồi các bạn. Rồi, thì Quý Bửu vẫn chưa có biết là cái cách thức tại sao mà anh em của tụi mình phải đứng trước gương, thì mình kể mình nói với các bạn chưa biết với Quý Bửu luôn. Đó chính là cái gương này á, nó khi mà 3 giờ sáng á, ông biết là những cái nghi thức nào liên quan đến là chụp hình trước gương, chải đầu trước gương. Okay. Cũng nghe là đồ là kỳ lắm á man. Đúng kỳ luôn á. Mà đúng cái giờ này thì giờ không tối, mày giờ nó hơi tối. 3:11. Ok. Thì bây giờ tôi với lại ông á là phải okay. bắt buộc chụp hình ở đây. Rồi. Ok. Cứ nói chung là cứ làm từ từ đi, không rồi tôi chỉ cho. Đó, Quý Bửu đây, ông đứng đây là chụp hình đi. Rồi. Ok. Vô. Không, ông đứng bên đây chứ, ông đứng bên đây. Đứng bên đây. Ừ, cho đỡ tối men. Phía kia tối tối. Sợ men. Ông che cái gương rồi. À phải lỗi cái gương. Ok. Rồi ok. Vô. 1 2 3. Rồi 1 2 3. 3:38. Rồi 1 2 3.
Ok, mình với cái bộ này chụp ba tấm hình đây. Ok, coi lại hình đi men. Hình thì bình thường thôi, chưa đâu, chưa đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ vô trong mình nhuộm máu luôn, mình chỉ cho quý vũ. Đây chính là ba tấm hình mà anh em của tụi mình đã photo ra đây các bạn ơi. Đó. Thì bây giờ tôi chỉ cho ông vậy nha. Tại vì quý Ok. vũ chưa biết đó, mình chỉ cho quý vũ làm luôn. Bây giờ ông cầm một que rồi đúng không? Ông cầm một que rồi. Đây tôi chỉ cho. Đây nè. Bây giờ ông lấy cái kéo á, ông giữ đúng rồi, ông cuốn vô, ông cuốn vô, ông cuộn vô. Chung nhỏ hay làm vậy đó. Ông cuộn vô hình tròn á. Rồi xong rồi ông giữ nó cái đầu thôi. Xong rồi cháy á, ông nhúng vô hết trong đây. Cháy cháy hoàn toàn luôn nha. Cháy hoàn toàn hình tròn luôn. Đúng rồi, kiểu vậy đó. Lấy kéo nữa. Lấy kéo giữ. Ông cuộn tròn ấy, ông cuộn vậy sao giữ được. Ông cuộn tròn á. À cũng đều chứ không có À xéo cuộn gì. đều á đó. Rồi thì cái cách này là cái cách chung nhỏ hay làm các bạn ơi, thì mình thấy cũng khá ok Rồi. đó. Lấy kéo giữ xong rồi ông lấy đốt Vậy đúng không? rồi, ok rồi, rồi đốt, ông đốt đốt dựng thẳng lên đốt xong rồi cho cháy này. Đó, cho cái hành toàn nha. Hồi lên trên nó hơi nóng chút xíu. Ok, mình Cái nghĩ tờ này là có giấy không vậy đây mà đây sao nó đây. nóng này? Đâu, cái tờ này đâu phải giấy thường đâu. Sao nó nóng vậy? Đó, giấy đâu phải giấy thường Ghê quá đâu. man. Bởi vậy Ui mình nó nóng như than vậy á. Mình nói với các bạn thôi, bởi vậy có nhiều bạn cứ tưởng đây chính là giấy thường nhưng không phải đâu các bạn ơi. À, nóng quá. Có nghĩa Ghê là vậy. ông sỏi ổng dùng bằng cái gì á. Ui sao nó nóng, nóng khiếp thế. Nó nóng khác với cái giấy bình thường nha các bạn. Ồ. Tại vì cái nóng này mà cảm giác Chứ bình thường như cầm như cái nóng này nhóm rát bếp rát đâu nữa. có dã man vậy đâu. Sao cái này nóng vậy? Ghê vậy. Đó. Cái mùi ghê quá ông ơi. Rồi. Cái này Cảm cái giác thấy gì? mùi mùi tanh tanh không? Giống đi ăn tiết canh vậy á. Đó. Rồi ok. Ok. Rồi. Thì đây là bước đầu tiên. Xong rồi họ khi mà nó cháy hết đó các Đây. bạn. Nào. Mình phải lấy gì, lấy cái đó chọc Ba. chọc chọc lấy cái đó chọc 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 Đúng rồi. Xuống luôn. À chọc từ từ. ồ thôi được À, rồi, rồi. chọc cho xuống hết Ua. rồi Ua. đó. Cái này chắc chắc để tôi làm cho. Đây. Chưa kinh nghiệm không biết rải rải sao đâu nha. Đây bây giờ bạn nào mà ấy nhiều thì các bạn biết. Ui nóng quá. Nóng lắm, nóng lắm. Đây, đây đó, bây giờ mình sẽ để vậy. Bây giờ cái trò này là các bạn phải phải lấy hết. Mình á, các bạn mình nói nha, đó chính là cái con Siren Hit này nó khác với tất cả những con khác ở cái chỗ là nếu mà các bạn, nếu mình nghĩ là họ chụp ở trong nhà là sẽ không thấy được nó đâu các bạn ơi. Nhưng mà mình nghe cái nhóm ở trên deep web của mình nói rằng á là thay vì là mình thấy con Siren Hit, nếu mà nó có xuất hiện á là mình sẽ thấy cái sóng âm thanh. Đó, mà mình không hiểu cái sóng âm thanh nó nghĩa là cái gì hết các bạn ơi. Thì bây giờ họ mình cứ thử làm thử ơi. Đó, các bạn nhìn nè. Cái nước bây giờ nó đỏ, nó đen ngòm các bạn thấy không? Ok. Rồi. Ghê không men? Ui. Đó, quý bộ hả? Cái gì sẽ xuất hiện trong gương không mà ông ghê quá. Gì có? Ôi, ông nói đúng rồi đấy. Nó xuất hiện trong gương đó ba. Thấy nghi nghi thì cái gương xong cái này đã đỏ lên nghi. Đó, có mà. Rồi khi làm là nó xuất hiện trong gương ra không á. Rồi rồi tụi mình trong hình thì sao? Cái gì? Mình trong hình đôi lúc biến đổi luôn. Ghê vậy? Có vậy À, không? đôi lúc biến đổi luôn. Ông có sợ nó theo ông Có khi nào tự nhiên tôi thấy trong đó có con đứng sau lưng tôi xong rồi tôi quay qua thấy có con đứng sau lưng tôi ông ba. Chơi cái này gớm vậy? À, không không không. Nếu mà nó xuất hiện ở bên ngoài luôn á là mình đốt nó rồi. Ý là nè, chút hồi nè, đợi xíu đi. Ok. Ok các bạn, bây giờ đợi 15 phút cho nó khô hết nha. Quý bộ đã cầm ba tờ khô đây rồi, từ từ mở ra cho các bạn xem. Đó, Đây. đó các bạn, khi mà nó nhuốm máu rồi nó sẽ rất là ghê vậy ha. Đó. Anh em của tụi mình đôi lúc đó, nó nhuốm máu, đôi lúc nó nhuốm máu, nó có mấy cái ký tự Trong rất là kỳ cục luôn các bạn ơi. Nhưng ui. mà họ thôi, mình tiện không nói tiện ở đây. Ok, bây giờ ông bỏ vô máy scan đi. Bỏ Bỏ đi vô. thôi đúng không? Đúng rồi, bỏ vô từng cái thôi ha, từng cái thôi. Từng bản một Đó, nha. bỏ vô Rồi từng nha. bản một. Bây giờ scan scan đâu mới sợ nè. Scan để up chứ.
ấp xuống nó mới lấy được cái hình. Sợ quá mày. Rồi bây giờ là tờ thứ ba các bạn ơi. Tờ thứ ba mình cho đâu cái bộ lấy luôn. Rồi. Đó. Ok, đóng cái này lại. Ừ. Làm gì sợ dữ cái bộ. Thôi, gì hả cái bộ? Gì cái bộ? Gì vậy? Hả? Cái gì cái bộ? Ui. Tờ đi. Thôi ghê. Ui. Cái gì mà đó, đang quay nữa, bỏ chạy, đang quay nữa, bỏ chạy, cái gì vậy ta? Gì vậy? Thôi, giờ đi ra được không? Chứ nó ghê quá. Cái giờ ghê thiệt luôn á. Tới đây, không gì đâu. Thôi. Từ, có gì mà quý bổ sợ dữ vậy? Gớm lắm. Hả? Hình gì? Ba cái đời. Ui, từ. Ra đây. Dẹp. Từ. Hả? Thôi. Sao vậy? Thôi ghê. Không, lại đây đi. Gớm quá. Lại đây đi. Ui, các bạn ơi. Ủa, nhìn cái mặt của mình là quý bổ cả. Ủa, sao? Gớm vậy? Hả? Cái trò này rồi lát nữa tôi có sao mà ông nội không sao đâu, không sao đâu chơi, ông kêu ông kêu ông chơi là tự nhiên giờ ông sợ chút hồi hả là mình chịu hồi nó ra luôn đó ba. Cái gì lát chút hồi rồi mình gặp nó luôn á. Cái tờ hồi nãy hả? Hả? Ừ, hồi gặp nó luôn á. Nhìn nó gớm vậy rồi thôi chạy nữa, chắc chạy cho anh nữa. Không sao ok các bạn. Đây các bạn ơi nè, nếu mà bạn để ý kỹ sao tự nhiên cái mặt của mình với là quý bủ nó bị kỳ cục vậy. Nó bị kỳ cục gì ta? Ủa sao tự nhiên? Nó bị bóp méo. Nó giống như vặn vặn sao? Mình không hiểu lý do tại sao luôn á. Nhìn hết hồn luôn. Đi. Đúng rồi. Cái sóng âm nè, cái sóng âm nè. Ừ. Nhưng không. Có xin được hít không? Có xin được hít không? Hình như không có xin được hít thì phải. Không, kìa, thấy có cái gì kìa, không? Hả? Đây nè, Máu á. Không phải, nhìn trong cái tay ba. Hả? Phải không? Đây nè, gần đây nè, thấy không? Hả? Cái đó hồi nãy không biết sợ chụp hình là có cái gì nó lo không? Không. Ui da, không có xin được hít. Vấn đề đó nó từ coi. Ông xem nhiều khi những cái vết máu đó là cái ký tự gì đó ông ơi. Ui. Cái này còn gớm hơn nữa. Không. Xin nhiều máu vậy? Không, cái này bình thường mày ơi. Nhưng mà Rồi, không sao. Dạ chứ. Vậy bây giờ là nói chung là mình có cái lá, mình có cái tấm hình cái sóng âm đúng rồi. Cái tấm hình cái sóng âm này nó mới là cái tấm hình để mà chịu hồi con siren hit nha các bạn, để mà chịu hồi con siren hit nha. Rồi cái chén máu rồi. Đây cái chén máu của anh em của tụi mình vẫn còn. Hả? Bây giờ ông chuẩn bị ông giữ tập trung nào. Bây giờ là anh em của tụi mình đi lên trên sân thượng là gọi nó ra luôn. Ở đây sáng rồi men, mình có gọi nó ở đây được. Đi lên trên thân tượng mới được, ở đây không được. Ok bạn, vậy coi như là hả, mình có 3 tấm hình nha. Tấm hình đầu tiên đó chính là cái mình nghĩ tại sao cái tấm hình này nó bị bóp méo vậy. Lần đầu tiên mình thấy cái tấm hình bị bóp méo luôn. Khả năng cao đó chính là cái sóng âm nó khiến cho cái tấm hình của anh em của tụi mình bị bóp méo á. Đúng không? Nó giống kiểu đó, cái sóng âm nó làm cho cái tấm hình cái tấm hình của mình bị bóp méo á. Nhưng mà đây mình đã có cái tấm hình có cái sóng âm đây các bạn ơi. Đây chính là cái tấm hình mà sẽ triệu hồi được siren hit nha các bạn. Ok, ông chuẩn bị tinh thần lên làm chưa? Okay, chơi luôn. Chơi luôn nha. Ok chơi. Chút hồi thấy nó đừng có la lớn nha. La lớn là bị bắt á. À sao? Con này nó to khổng lồ luôn á. Nó vừa cái gì to khổng lồ luôn ông nội. Em làm luôn hả? Con nghe thấy nó là phải ráng. Đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ biết là nó đến khi nào. Là hở nó sẽ phát loa ra. Anh em mình nghe tiếng của nó là anh em mình chạy lên nha. Ok, cầm lên xin đi. Cầm cái nào? Cầm hết luôn. Hết luôn hả? Gom hết luôn. Nhưng mà chút hồi đốt kia rồi, cái hộp quẹ đâu. Rồi chơi. Rồi bây giờ anh em của tụi mình á là lên sẽ đốt thật là nhanh luôn để mà hở xem qua là siren hit nó có đỡ không nha các bạn ơi. Đây. Ê, mình quay vô được không, lạnh quá fans. Nhìn nổi da gà. Thôi nổi da gà gì đây. Bây giờ ba tấm hình. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ hai tấm kia đi. Đâu, hai tấm nào? Hai tấm kia không quan trọng đâu. Đây nè. Mình lấy cái tấm có sóng âm thôi, lấy cái tấm sóng âm. Ok. Giờ mình sẽ bỏ hai tấm này đi các bạn. Rồi. Đây, giờ tôi nói này. Bây giờ anh em của tụi mình á là khi mà đốt xong á là anh em của tụi mình sẽ chạy vô trong đây núp. Ok. Tại vì họ đứng ngoài rất là nguy hiểm. Okay. Mình nghĩ là mình sẽ đặt cam ở chỗ này để mà mình coi lại luôn các bạn ơi. Rồi. Đây. Bây giờ ngồi giữa đây đốt nè. Đây đốt hả? Nó to cái nào vậy mày?
To khổng lồ lắm bà, to trên đây luôn nè. Hôm bữa tôi quay nó đi ngang ở đây luôn nè. Vậy nó phải chạy nhanh vô đúng không? Ừ. Lúc lẹ đi. Phải chạy nhanh luôn. Từ từ mà để cam đã. Hôm qua nó nhai cổ hết từng thằng một. Ghê lắm men. Ok các bạn, đây mình sẽ để cam ở chỗ này để mà hở mình cùng với quý bụu để có thể đốt nha. Bây giờ ông đốt đi, ông đốt gấp đi xong rồi bắt đầu bỏ chạy vô luôn nha. Ok, yeah. Bây giờ mình sẽ để quý bụu nha. Ông đốt đi, Sao không đốt đi? Yeah. Sao không đốt đi? Bắt tôi. Thôi. Đốt đi, đốt nha. Ồ, đốt đi, đốt. Đốt chảy hết nha, phải chảy hết nha. Nấu. À, nó có tay. Ông đốt đi, tôi căng nha. Ê, ok, chưa gì đi ngủ rồi. Không vậy. Ok, ông cứ đốt đi, Thử tôi coi nha. Ui, chết Ủa sao chưa thấy gì ta? Không là có gì sai sai. Hả? Có gì là cái sai đâu. Ủa sao không thấy gì bạn ơi? Thì ai biết. Hả? Nhưng mà cũng đốt giống này, cháy nóng lắm. Yeah. Mình thấy có gì sai sai các bạn ơi. Ok, đợi xíu nữa đi, Tiếp tục đợi. Cái nồi luôn bụi ơi, không thấy nó luôn rồi. Thôi ra lại đi, Ủa, ông đốt mà, ông đốt cháy hết chưa? Cháy hết mà. Ủa? Đốt kỹ, ông nhìn coi ra cho hết rồi còn. Ừ, nó ra cho hết rồi mà các bạn. Thì đó, đốt cháy này phục lên luôn mà. Ủa, cháy ra hết luôn rồi. Nó đâu? Ừ? Đâu nó bự cái nào không? Chỉ tôi coi coi. Đó. Nó bự lắm. Nó quay lại bà,